Những vi phạm trong giao đất cho thuê đất công để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ không thông qua đấu giá, không tuân thủ trình tự quy định của pháp luật, việc quản lý quỹ đất công chưa chặt chẽ bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích gây lãng phí tài sản của nhà nước, việc xác định giá cho thuê đất còn nhiều thiếu sót, vi phạm, phương pháp tính giá đất sử dụng thông tin sai so với thực tế có nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước. Một số dự án được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, dẫn đến nợ đọng ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng. Đây là những vi phạm trong quản lý đất công tại tỉnh Bình Dương được nêu trong kết luận số 785 ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ. Đây là 117.332 m2 đất tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Năm 2009, diện tích đất này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch, trong đó 54.252 m2 dành để xây dựng trạm vật tư đường sắt, 63.080 m2 còn lại dự kiến đầu tư thương mại dịch vụ. Năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Vật tư Đường sắt Sài Gòn, đơn vị quản lý trực tiếp trạm vật tư đường sắt Dĩ An với nguồn gốc sử dụng là nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm. Đến năm 2012, Đường sắt Việt Nam phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang dự án thương mại dịch vụ và giao cho Công ty Cổ phần Vật tư Đường sắt Sài Gòn lựa chọn đối tác thực hiện. Ngày 27 tháng 11 năm 2012, dự án được giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An hợp tác đầu tư xây dựng. Tôi ở đây thì tôi biết đất này là đất của nhà nước, giao cho công ty, cũng như đất dự án 1, dự án 2 cũng giao cho công ty là cũng là phục vụ cho ngành đường sắt, nhưng mà sử dụng không hết, phải bỏ không. Thì các dự án 1 cũng là đất đó, cũng bán cho người dân lo sổ, dự án 2 cũng vậy, thì dự án 3 thì cũng như giống như vậy thôi. Tôi đã khẳng định rằng bây giờ nhà đây chưa có một cái giấy phép nào hết, nhưng cũng như ở bên này cũng thu hồi thôi. Bây giờ coi như cấp rồi, chính quyền coi như là tỉnh Bình Dương đã cấp coi như là phép cho xây dựng và coi như là ra các cái quyết định đấy, nhưng mà bây giờ đã thu hồi lại rồi. Bây giờ nói là coi như là cơ sở hạ tầng ở đây là coi như là một số là bị sai phạm, mà chúng tôi người dân thì đâu có biết là sai sót ở đâu đâu, hầu như là không biết sai sót ở đâu cả, nên là coi như bây giờ thì thực ra thì bây giờ cũng chẳng biết là ai sai ai đúng. Thì mong rằng coi như bây giờ coi như chính quyền coi như là ở tỉnh Bình Dương và các cái sở ban ngành coi như là sai ở đâu thì xử lý ở đó đi. Được biết trước đó, tháng 1 năm 2015, Đường sắt Việt Nam thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Vật tư Đường sắt Sài Gòn. Sau khi thoái hết vốn nhà nước, chỉ trong mấy ngày, 4 tuyến đường ray dài 2.082 mét được tháo dỡ, biến khu đất này thành dãy nền nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt. Điều đáng nói là dù đã được tháo dỡ, nhưng nhiều năm sau đó, nhà nước vẫn rót tiền cho việc bảo trì các nhánh đường sắt này. Năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng dự án đã triển khai chưa đúng quy định trên phần đất được quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Cơ quan này yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt và chủ dự án hoàn trả toàn bộ đường ray, thiết bị đã bị tháo dỡ trái phép. Bởi về nguyên tắc, muốn tháo dỡ đoạn tuyến phải được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính trình Thủ tướng phê duyệt hoặc được ủy quyền quyết định. Nhưng đến nay, việc hoàn trả không được thực hiện. Pháp lý thì hiện nay thì đối dự án thì cũng đang được chỗ thanh tra chính phủ rà soát và tổ chức thực hiện thanh tra. Và khi mà có thực hiện có kết luận những nội dung đó của thanh tra chính phủ thì lúc đó sẽ là trả lời. Trên thực tế, đối với diện tích đất này, năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chấp thuận giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đường sắt. Từ đây, hơn 117.000 m2 đất của nhà nước bị phân chia thành hai phần. Dự án khu nhà ở thương mại đường sắt quy mô 64.050 m2 và dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng quy mô 47.882 m. Với tổng số lượng nhà liền kề tại dự án là 386 căn, hiện nay công ty đã xây dựng hoàn thiện được hơn 180 căn nhà và khoảng gần 20 căn đang xây dựng dở dang. Trong 180 căn nhà được xây dựng hoàn thiện, cư dân đã vào định cư.
Tuy nhiên, đến năm 2018, dự án mới chỉ được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch giao đất. Chính vì vậy, chủ đầu tư này chưa đủ điều kiện kinh doanh hay mua bán, huy động vốn nhà ở, đất hình thành trong tương lai. Nhưng trên thực tế thì toàn bộ các diện tích đất chia lô đã được bán với hình thức hợp đồng góp vốn. Chúng tôi thấy ở cái dự án 2 này cũng hợp đồng góp vốn nhưng mà họ cũng chưa có sổ, nhưng mà họ vẫn được xây nhà, cho nên chúng tôi thấy vậy thôi mình cũng mua để ra cho các con có cái nơi ở. Nhưng mà nào ngờ mua chúng tôi được đóng tiền tới đó thì bây giờ bảo là tỉnh Bình Dương cho tạm ngưng. Thì thấy người ta bảo là dự án 1 thì người ta cũng bán như vậy, cũng của nhà máy toa xe, cũng của đất của nhà nước như vậy. Thì người ta bán có người ta làm nhà ở rồi, rồi đến dự án 2 thì người ta cũng như vậy, người ta cũng làm nhà người ta ở. Thì đến dự án 2 mở rộng thì chắc là cũng vậy thôi, mình mua. Toàn bộ bà con 300 mấy chục nền như vậy, ai cũng vậy giống ai. Mỗi ra là 1.500.000.000 rồi là đóng cho dự án. Hoàn tiền chênh lệch mình mua lại của những người ngoài, người ta mua trước mình rồi xong người ta mới bán lại cho mình nữa. Là cả thấy là hơn 2 tỷ từ năm 2018. 2024 là chúng tôi đúng 6 năm trời chúng tôi chờ đợi trong mòn mỏi mà đến nay vẫn không nhận được đất để xây nhà, chưa nhận được đất xây nhà. Vì lý do là dự án theo thông tin được biết là dự án tạm ngưng và chúng tôi cũng đã qua 27 lần gửi đơn đến các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương nhưng mà cũng vẫn chưa được tháo gỡ. Thì qua đây là chúng tôi tha thiết mong rằng Ủy ban tỉnh Bình Dương, thanh tra chính phủ sớm có kết luận. Khu đường sắt thì người dân người ta gửi đơn thì kiến nghị thì thành phố tiếp nhận một cách nghiêm túc, đồng thời có cái báo cáo các sở ngành của tỉnh cũng giải quyết theo cái quy định của pháp luật, theo chức năng và quyền hạn. Hiện nay thì dự án đường sắt cũng là một cái dạng nhà ở mà nó huy động vốn trái phép. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng khuyến cáo là người dân đã thực hiện huy động vốn trái phép thì phải ra tòa để rút lại những cái hoạt động sai trái. Và chủ đầu tư cũng phải thỏa thuận lại những người dân để mua lại mà những đối với lại những cái lô đất. Đây là rừng phòng hộ núi Cậu, huyện Dầu Tiếng, nơi quy hoạch triển khai dự án trồng mới khoanh nuôi bảo vệ rừng kết hợp với phát triển tổ hợp du lịch, phát triển vườn thú bán hoang dã tại khu vực rừng phòng hộ núi Cậu và bán đảo Tha La, xã Định Thành. Một trong những dự án được nêu tên trong kết luận số 785 của Thanh tra Chính phủ vì để xảy ra nhiều vi phạm trong quá trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, vi phạm trong thực hiện dự án. Cái nhiệm vụ phát triển cái đề án du lịch này thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp Phát triển Thôn, thì huyện chỉ tham gia góc độ là xây dựng đề án và sau đó là tham gia công tác đền bù, giải phóng bằng, di dời tất cả các hộ dân ra khỏi khu vực rừng phòng hộ núi Cậu. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nó vẫn còn những cái bất cập bị đề án này. Hiện nay là trong những năm vừa qua chúng ta thực hiện chính sách cho rừng, tôi cho rằng là cái hiệu quả không cao đâu. Chẳng hạn như là giao khoán người dân quản lý rừng mà chúng ta không khai thác được gì môi trường rừng. Nếu làm tốt cái này thì ngân sách nhà nước sẽ có nguồn thu thêm đối với môi trường rừng. Và nơi đây sẽ là nơi lá phổi của tỉnh Bình Dương nói chung cũng như là huyện Tiên nói riêng. Thì qua cái kết luận của thanh tra chính phủ thì tỉnh cũng nhận thấy những cái quá trình thực hiện do nó không có các cái quy định cụ thể, cho nên quá trình thực hiện cũng còn nhiều cái nó chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Sau khi đoàn thanh tra làm việc thì Sở Nông nghiệp cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh để quyết định thu hồi các cái chủ trương đầu tư và cho thuê môi trường rừng đối với dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng trên địa kết hợp du lịch sinh thái trên địa bàn rừng phòng hộ. Sau khi mà Ủy ban thu hồi các cái chủ trương đầu tư của dự án đó thì hiện nay đang giao Sở Nông nghiệp để tiếp tục rà soát tham mưu Ủy ban các cái trình tự thủ tục để thực hiện phát triển du lịch sinh thái trong khu vực rừng phòng hộ làm sao để đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Còn đây là diện tích hàng nghìn mét vuông đất công để xảy ra vi phạm lấn chiếm tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Ngay sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, phần đất lấn chiếm đã được thu hồi. Tuy nhiên, nó vẫn là nơi xả rác, cỏ mọc tùm và có nguy cơ bị tái lấn chiếm bất cứ lúc nào. Để tránh lãng phí và đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Phú Hòa và người dân nhiều lần kiến nghị xây dựng bãi đất hoang hóa này thành công viên nhưng vẫn chưa được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Khu đất công này trước đây là cái sân bóng đá, nhưng mà trong quá trình phát triển đô thị thì
cái việc mà tổ chức các giải bóng cái bóng đá của các xã phường thì nó không còn phù hợp, diện tích đất thì lớn. Cái mong muốn của người dân cũng như qua các cái nghị trong cái cuộc tiếp xúc hội đồng dân, các hộ dân đều mong muốn là thực hiện xây dựng cái đây là cái công viên để có người dân được được cái thụ hưởng về cái cuộc sống tinh văn hóa tinh thần, để có nơi tập thể dục và đối với các về cái hoạt động văn hóa trên địa bàn phường. Hiện nay thì trên địa bàn phường thì chưa có những công viên lớn như thế này, cũng phường cũng rất là mong muốn để có được các công viên như vậy. Thực hiện nghị định số 167 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định việc sắp xếp lại xử lý tài sản công, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, toàn tỉnh Bình Dương có 1.487 trên 1.700 cơ sở kê khai. Khối tỉnh còn 2 cơ sở chưa kê khai là Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trụ sở Đảng ủy Khối dân chính đảng. Khối huyện còn lại 211 cơ sở chưa kê khai. Giai đoạn năm 2011-2019, có 9 trên 12 doanh nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý đã được cổ phần hóa và phê duyệt phương án sử dụng khoảng 240 khu đất với tổng diện tích hơn 17.200 ha. Bên cạnh đó, kết luận cũng chỉ rõ tiến độ lập phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý tài sản công vẫn còn chậm, chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng tài sản công. Việc quản lý sử dụng một số cơ sở nhà, đất dôi dư chưa đúng quy định, điển hình là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thu hồi các cơ sở nhà đất của Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Nhà khách tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy. Sau đó cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án Bình Dương thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là trái quy định luật đất đai năm 2013, đồng thời vi phạm quy định của luật quản lý sử dụng tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình đoàn thanh tra đang thanh tra trực tiếp tại Bình Dương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định thu hồi 4 cơ sở nhà đất trên và quản lý theo quy định. Qua kết luận thanh tra thì cho thấy trong thời gian dài, thì việc quản lý về đầu tư công, quản lý về đất đai, về tài sản thì chúng tỉnh cũng có một số cái chưa đúng, và những cái chưa đúng này thì tỉnh sẽ nghiêm túc là tổ chức là kiểm điểm và tổ chức khắc phục. Trong cái kết luận 7-8 năm của Thanh tra Chính phủ thì có chỉ ra rất nhiều những cái hạn chế thiếu sót của tỉnh Bình Dương và cần đề xuất những cái giải pháp khắc phục. Vậy thì những cái hạn chế sai sót này cụ thể nó là lĩnh vực nào và những cái giải pháp khắc phục của Bình Dương ở đây nó là như thế nào? Chủ quan thì cái việc mà lãnh đạo của cấp cơ sở, cấp xã phường, cấp huyện thị chúng ta cũng chưa có sâu sát, chưa có xử lý những vi phạm ngay từ ban đầu. Cho nên khi mà những cái vi phạm nó nhiều lên thì cũng rất là khó xử lý. Đây cũng là một cái bài học về mặt chủ quan của cán bộ liên quan tới cấp xã phường, cấp huyện thị. Về phía các sở ngành thì chưa quan tâm tới pháp luật của các ngành khác. Cho nên đối với ngành mình thì đúng, nhưng mà đối với ngành khác thì nó cũng chưa phù hợp. Ban hành kế hoạch chúng ta có đưa ra cái lộ trình khắc phục hậu quả trong thời gian cụ thể ra làm sao? Cái việc gì mà làm ngay thì chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện làm ngay. Như là rà soát lại lãnh đạo của các thời kỳ để xem xét trách nhiệm của từng cán bộ để tổ chức kiểm điểm. Sẽ xử lý kiên quyết những trường hợp mà chây ì không tổ chức thực hiện cái kết luận của thanh tra. Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc gì chúng tôi cũng sẽ kịp thời báo cáo cho thanh lãnh phủ để có cái hỗ trợ kịp thời bằng mọi cách là tổ chức thực hiện một cái kết luận tốt nhất. Cùng với việc quản lý quỹ đất công chưa được chặt chẽ, một số thửa đất công bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích gây lãng phí tài sản của nhà nước, thì công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tại Bình Dương cũng còn lỏng lẻo để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa tự phát xây dựng trái phép diễn ra trong thời gian dài. Đây là nội dung sẽ được phản ánh trong chuyên mục Việc cần làm số tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vào khung giờ này tuần tới trên kênh Truyền hình Nhân dân.